Rồi, hãy xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trên kênh YouTube của MetaWay. Và hôm nay mình Tuấn 89 sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để cho chúng ta thay cái volume master của dòng đàn S750 hoặc 950. Thì như chúng ta đã biết là volume master của dòng đàn S750 và S950 thì thường thường sẽ xảy ra hiện tượng bị lắc sau một thời gian sử dụng. Nên là nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Và khi mà chúng ta chạm tay vào đây thì chúng ta sẽ thấy một cái độ lắc rất là dữ dội. Và như vậy nó vô tình làm cho cái thao tác mà vặn volume của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì lúc đó chúng ta sẽ không thấy cảm giác nó thoải mái nữa. Và cái tay chúng ta nhiều khi nó sẽ bị mắc lại này đó, mắc lại không quay được. Thì sau khi mà gặp rất là nhiều những cái tình huống mà anh em kêu than về những cái volume S750 bị lắc như thế này, thì MetaWay đã nhập được một cái linh kiện, đó là cái biến trở để cho chúng ta thay vào cái volume này. Thì biến trở này thì MetaWay đã đặt hàng riêng và nó rất là chắc tay, mà khi chúng ta vặn như thế này thì cực kỳ là bền và sướng luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay cái biến trở này vào trong cái chỗ này nha. Đó, chúng ta sẽ thay thế cái volume cũ này. Như các bạn thấy là mình đã lắc và mình thấy có một cái độ lắc rất là lớn này, thì nó làm cho cái volume của chúng ta lắc rất là dữ dội. Và như vậy thì chúng ta xoay cái này rất là khó chịu, nhìn nó chướng. Nguyên một cây đàn đẹp tự nhiên một cái volume lắc, và khi chúng ta bán đi thì vô tình cái giá trị của cây đàn sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta thay cái volume nào vào rồi thì bạn chắc tay biết đâu cái giá trị của cây đàn chúng ta sẽ được cao hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo cái mặt ra, rồi xả cái volume này, rồi sau đó mình sẽ thay volume của mình vào nha. Rồi thì trước tiên thì các bạn sẽ tháo tất cả cái đàn ra và lấy ra cho mình được cái pano của mặt trước của cái đàn 750 hoặc 950 giống như vậy. Rồi sau đó các bạn lật ngược lại, rồi chúng ta để ấp xuống dưới bàn đó. Cũng không cần thiết phải che chắn gì nhiều, lốt gì nhiều đó các bạn. Thì chúng ta bắt đầu tháo tất cả những con ốc này ra, tháo tất cả những con ốc này ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo những con ốc này ra, rồi sau đó các bạn sẽ thấy là mình sẽ lấy mỏ hàng ra và mình xả con linh kiện này ra để thay, mọi người cùng xem nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tháo hết tất cả ốc ra rồi thì chúng ta có thể tách nhẹ cái mặt lên đó, và chúng ta có thể lấy được cái mặt ra ngoài. Thì cái mặt lấy được ra ngoài thì các bạn có thể thấy ở đây là vị trí của nút nguồn và đây là vị trí của nút exit. Thường thường những cái nút exit và nút nguồn này rất là mau hư hỏng, thì nút nguồn này sắp tới MetaWay cũng sẽ bán cho các bạn về thay với giá rất là rẻ thôi. Và có gì các bạn cứ liên hệ Zalo cho MetaWay thì MetaWay sẽ cung cấp hàng cho các bạn nha. Đây là nút nguồn. Khi mà nút nguồn hư hỏng thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng, đó là hiện tượng mở đàn thì rất dễ nhưng tắt đàn thì cực kỳ khó. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần thay cái nút nguồn này vào là đàn của chúng ta sẽ hoạt động ok và chúng ta sẽ tắt nguồn nhanh chóng thôi. Và tương tự như vậy, cái nút exit của dòng đàn 950 hoặc là 750 thì MetaWay cũng sắp sản xuất. Và những cái dòng đàn như là S750 đến S975 thì MetaWay cũng sản xuất nút nguồn và nút exit luôn. Thì các bạn sau khi xem clip này tham khảo cách mở cái mạch này giống như mình đang làm, thì những cái dòng như 750 cho đến 975 sẽ cùng chung một cách mở như vậy hết. Chúng ta lấy những cái nút này ra thay. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà mọi người thay cái volume này. Thì đây cái volume mình mở cái mạch này ra thì chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa, chúng ta thấy volume lắc rất là dữ nha. Mình sẽ tiến hành cắm mỏ hàng và xả mỏ hàng chỗ này ra. Thì ở đây nó sẽ có hai cái chân của cái volume này, nó có hai cái chân lớn này, thì chúng ta sẽ dùng nhiệt độ cao hơn nha mọi người, dùng nhiệt độ cao hơn. Và những cái chân nhỏ ở đây thì mọi người để ý dùng nhiệt độ thấp hơn thì chúng ta có thể rút ra được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Rồi, khi thao tác hút chì ra khỏi cái volume này thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái dụng cụ hút chì như vậy và một cái mỏ hàn. Thì mỏ hàn chúng ta thường thường set up ở khoảng nhiệt độ từ 300 đến 400 độ, thì tùy theo cái loại mỏ hàn mà các bạn chọn nha.
Nhưng mà giờ mình khi mình rút hai cái bát hai bên lớn này thì mình để nhiệt độ 400, và khi mình rút những cái chân này thì mình để nhiệt độ 300. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Sau khi mà hút chì sạch sẽ thì các bạn có thể kiểm tra lại cho mình những cái chân này có còn dính chì hay không nha. Thì lúc đó mình sẽ lấy volume ra rất là dễ dàng. Còn nếu cái chân này mà dính chì còn nhiều về chì quá thì các bạn có thể dùng mỏ hàn để mình khui nhẹ những cái chân đó ra, hoặc là tác động nhiệt nhẹ nhẹ vào, thì lúc đó thì chì nó sẽ lỏng ra và chúng ta sẽ lấy cái volume ra rất là dễ. Như các bạn đã thấy là mình đã tách được cái bát ra rồi, chỉ còn bốn cái chân này thôi. Thì chúng ta lắc nhẹ, chúng ta để ý nha, không được lắc quá mạnh nha. Rồi chúng ta để ý nha, không được lắc quá mạnh nha. Rồi, nếu chúng ta lắc quá mạnh thì có thể làm hư hỏng cái mạch ở đây và rất là xấu. Chúng ta chỉ rút ra thôi. Đó, ví dụ như ở đây mình còn một cái chân chưa có hút sạch thì mình tiếp tục hút thôi. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra, nếu mà cái chân chúng ta di chuyển được như thế này nghĩa là chì đã sạch rồi các bạn. Chúng ta chỉ cần rút nhẹ thôi là cái volume này sẽ rớt ra. Đó, hết sức đơn giản nha các bạn. Thì volume của MeToMe bán cho các bạn sẽ có hình dạng giống như vậy. Thì cái volume này bên mình đặt riêng cho nên nó không có cái độ lỏng giống như là volume zinc, mà nó rất là chắc tay, mình dạng rất là sướng. Tùy theo những cái bạn mà thích nhẹ thì mình không biết, nhưng mà theo ý kiến của mình thì các bạn nên chọn những loại volume giống như vậy, và nó có độ nặng. Thì khi có cái độ nặng thì volume thường thường là bền hơn những cái volume lỏng. Như các bạn đã thấy đó, những cái mixer mà cái volume nó lỏng lỏng thì nó mất rất là mau hư đó. Hoặc là trên bên 4 triệu của mình cũng làm một cái loại volume rất là cứng, cho nên các bạn thấy là volume của bên 4 triệu rất là ít hư hỏng. Những cái volume chức năng của em cũng chịu rất là hư hỏng, và chính vì lý do đó thì mình đã đặt cái hàng riêng tương tự với lại bên 4 chiều là loại volume này, cực kỳ tốt nha các bạn. Và các bạn có thể dùng cái loại volume này đặt hàng ở MeToMe theo cái link ở bên dưới, hoặc là gọi cho MeToMe theo số điện thoại Zalo, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo lắp như nào một lần nữa qua Zalo. Còn nếu các bạn mà coi những cái video clip như thế này rất là rõ rồi thì các bạn có thể là các bạn tua đi tua lại để mà mình coi cho nó rõ. Thì cách của MeToMe là cách làm cũng khá là chuẩn rồi, thì các bạn có thể tham khảo ở đó. Và mọi người có gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ cho MeToMe để MeToMe tư vấn cho mọi người nó rõ hơn. Tại vì cái quá trình thay cái volume này thì nó cũng khá là rườm rà, tại vì mở cái đàn hầu như là mở hết ra luôn đó các bạn, thì nó rất là mất thời gian. Cho nên khi mở tới đây được mà các bạn làm thất bại thì rất là tiếc. Tới đây thì cố gắng các bạn coi kỹ clip của MeToMe và làm theo nha. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Đây, thì mình đặt cái volume theo hướng này và mình lắp vào thôi. Đó, mình đặt theo bốn cái chân vào đây và bốn cái chân vào đây và hai cái bát phía hai bên mình đẩy vào. Rồi, rất là dễ thôi các bạn. Lắp vào thì nó vừa khít luôn. Nói chung là hàng này rất là chuẩn, cho nên khi các bạn gấp vào nó rất là vừa. Khi chúng ta lắp lại trong đàn thì mọi thứ nó đều vừa khít hết, chúng ta không phải độ chế gì cả. Các bạn khi chú ý là các bạn phải vệ sinh sạch cái mạch, sạch chì, để khi chúng ta gắn vào thì cái độ mà vừa khít của cái mạch nó sẽ có, để khi chúng ta gắn vào thì cái volume mình nó không bị ven. Đó, mình sẽ bạn thử được luôn nè. Đó, ok. Đó, mình sẽ không để cho volume bị ven nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy chiều ngang giống như vậy. Và chúng ta thấy bên đây nó không có bị ven nè. Nếu ven là nhiều khi các bạn làm không kỹ nó hở như vậy thì không được nha. Đó, thì chúng ta phải đẩy thẳng xuống. Rồi, chúng ta đẩy thẳng xuống xong thì chúng ta kiểm tra hai ven cho kỹ. Đó, kỹ càng hết rồi chúng ta mới chấm chì. Rồi, bây giờ mình sẽ chấm chì lại nha. Rồi, mình chấm chì thì các bạn có thể thấy là ở đây mình sẽ bắt đầu mình lấy chì mình chấm lại.
dây chì và mỏ hành các bạn đã quá rành rồi đúng không? Thì các bạn có thể chọn mua ở đâu cũng được. Một loại chì vừa ý của bạn thì các bạn sử dụng. Nhớ là hai cái bát này thì mình chọn cái nhiệt độ nó lớn hơn để mà hàn cho nó dễ nha các bạn. Ở đây thì mỏ hàn của Vitomi cũng khá là nóng cho nên mình để 300 độ mà cái này nó đang rồi. Cho nên mình cũng không cần thiết phải gia nhiệt lớn lắm. Thực ra cái chì hàn nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới mỏ hàn. Cho nên các bạn chọn một loại chì hàn thật là tốt. Tại vì mình dùng không có nhiều nên mua một loại chì hàn nó mắc tí cũng được. Không sao hết. Rồi chúng ta bắt đầu hàn bốn cái chân này này. Thì chúng ta khi mà hàn bốn chân thì chúng ta nhớ là không có dí quá lâu nha các bạn. Dí nhiệt quá lâu thì nó sẽ làm hư hỏng cái con linh kiện đó. Chúng ta sẽ dí nhanh thôi. Các bạn nếu các bạn làm điện tử rồi thì các bạn có thể là quá rành rồi. Còn mình thì mình hướng dẫn cho những anh em có thể là chưa biết gì về điện tử cũng có thể làm được theo hướng dẫn của mình. Thì các bạn thấy là sau khi mà chúng ta hàn xong rồi đó, thì chúng ta kiểm tra lại bốn cái chân này có bị chặt với nhau không, hoặc là chúng ta có làm rơi vãi mất cái linh kiện xung quanh không, thì chúng ta phải tìm lại. Còn nếu các bạn kỹ hơn thì các bạn làm thật từ từ và để ý những con linh kiện xung quanh này rất nhỏ dễ bay nha. Đó, như vậy là ok, mình đã làm xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh mạch xong rồi mình ráp lại cho mọi người cùng xem nha. Rồi, sau khi mà các bạn hàn xong thì thường thường nó có những cái vệt đen mờ rất là xấu xí, thì chúng ta dùng cồn 90 độ hoặc là dùng các hóa chất tẩy rửa mạch để chúng ta lau đi cho nó sạch. Đừng để những cái màu đó nó vướng víu lên trên cái mạch nhìn nó xấu nha. Nếu các bạn làm nghề điện tử thì các bạn nên làm sạch sẽ. Để khi mà anh em khác người ta nhìn vào thì người ta cũng biết là cái mạch này đã qua sửa chữa, nhưng mà mình có một cái tay nghề cao cho nên mình không có làm xấu cái mạch đi. Còn nhiều khi mình để như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái mạch hết, nhưng mà vô tình anh em khác người ta nhìn vào người ta có thể đánh giá là cái ông này làm cái mạch nhìn ghê quá, không biết là nó chạy ổn hay không nhưng mà nhìn ghê quá thì không được. Chúng ta phải làm cho nó sạch sẽ ra để mà khi anh em khác người ta nhìn vào người ta có một cái độ tin cậy đó. Người ta nhìn vào dù thay rồi nhưng người ta cũng thấy là tin cậy được và người ta có thể kiểm tra cái mạch cái này không cần phải tẩy rửa, người ta vẫn biết được đó. Sau khi mình chùi xong thì nó sẽ có những cái vệt đen nhỏ thôi, nhưng mà những cái vệt đen đó là chấp nhận được nha các bạn. Mọi người có thể tham khảo cái cách mà chúng ta thay linh kiện rồi sau đó chúng ta vệ sinh mạch làm sao nó cho nó đẹp nha. Đó, mình đã hướng dẫn rất là cặn kẽ rồi. Bây giờ cái volume đã nằm gọn ở trong mạch. Như vậy, đây là một cái loại volume mới do Mitomi cung cấp nha các bạn. Nếu các bạn cần thì có thể liên hệ trực tiếp với Mitomi ở Zalo ở bên dưới, mình sẽ gửi hàng ship tận nơi cho mọi người. Nhận được hàng mọi người kiểm tra rồi thì mọi người thanh toán giúp mình. Thì thông thường này những cái hàng hóa mà do Mitomi gửi đi thì đều là ship COD hết. Cho nên các bạn yên tâm có thể kiểm tra hàng thoải mái, các bạn không thích có thể gửi về cho Mitomi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ lắp cái mạch lại và tra cái volume này vào cho mọi người thấy là không còn một cái độ rơ nào hết. Mà lúc đó chúng ta xài volume rất là đã tay nha các bạn. Sau khi lắp thì chúng ta tôi chú ý những cái nút nhấn này nó hay bị trồi lên nha. Thì chúng ta đẩy xuống. Đó, chúng ta đẩy xuống cho nó ăn khớp vào. Rồi lúc đó chúng ta hãy đẩy mạch xuống nha. Mọi người để ý nha, nút nhấn mà nó bị vây lên thì nó ảnh hưởng tới quá trình mà mình lắp. Nó vây lên thì rất là mất công. Mình đừng để cho nó vây lên nha. Nó vây lên thì mình mất công đó. Thì các bạn khi mà tháo lắp có kinh nghiệm rồi thì các bạn khi tháo và lắp vào các bạn sẽ biết ngay là nó vây hay không. Còn bây giờ mình chỉ là làm tượng trưng để cho mọi người thấy thôi. Mình khi nào mọi người lắp nhiều họ sẽ có cái kinh nghiệm đó. Cái có kinh nghiệm lúc đó thì chúng ta lắp vào hay tháo ra nhiều lần mình biết ngay và chỗ đó bị cắn hay là không nè. Nó bị cắn đó, thì chúng ta phải làm sao đó để cho nó hết cắn. Và thường thường thì lắp ốc chúng ta nên lắp những cái góc trước để định vị, rồi sau đó chúng ta hãy là lắp, chúng ta chỉ lắp lỏng ốc thôi. Rồi sau khi mà kiểm tra hết đầy đủ ok rồi nó siết chặt. Các bạn nhớ là nhẹ tay thôi nha. Những cái loại ốc bằng nhựa này, những cái loại ốc mà bắt vào trong cái vỏ nhựa như thế này, chúng ta không cần dùng lực siết quá mạnh. Nếu mà
chúng ta sử dụng một lực siết quá mạnh thì sẽ làm cho nhựa ở đây bị hư hỏng các bạn. Do đó mình sẽ dùng lực siết vừa phải thôi nha. Đó. Chúng ta làm hết sức từ nhẹ nhàng, tại vì cây đàn thì linh kiện của nó rất là khó mua. Nếu chúng ta làm hư hỏng thì không có dễ dàng giống như là laptop đâu. Linh kiện của nó khó mua và hiếm có, cho nên mọi thứ chúng ta đều phải làm cẩn thận. Trước khi làm thì mọi người nên chuẩn bị đủ kiến thức để chúng ta làm, hoặc là chúng ta tua tới tua lui coi những anh em khác hướng dẫn cái cách tháo lắp, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để làm hư hỏng thiết bị của mình hơn. Vậy bây giờ mình sẽ lắp và gần xong rồi đó bạn, còn hai đó thôi, hai ba con nữa thôi. Đây còn một con này, đây một con nữa nè. Mình đã lắp hết rồi, đây còn một con nữa là xong. Và chúng ta đã lắp hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua và kiểm tra lại, sau đó mình gắn thử vô lưng mình vặn nha. Các bạn nhớ là gắn hết những cái dây cáp, nếu chúng ta gắn ra, tháo ra. Đây chúng ta tháo ra, chúng ta gắn hết đầy đủ lại. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có một cái vô lưng mới chính trong ở trong đây, rất là đẹp. Thì ở đây có một cái khuyết thì tương ứng với volume của bạn là cũng quá rành rồi đúng không? Bây giờ mình gắn vào thôi. Đó, như vậy là chúng ta đã gắn xong volume. Bạn rất là chắc tay nha các bạn. Bạn cực kỳ chắc tay luôn và không còn rung được. Mình lắc là nó lắc cả cái panel này đi luôn nè. Đó, không thể lắc nổi được. Rất là cứng, rất là ok. Và rồi bây giờ mình đã lắp xong rồi đó các bạn. Thì qua clip này hy vọng là các bạn sẽ tham khảo được và thay thế volume cho dòng đàn S750, S950 và những cái dòng tương tự thành công nha. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ nha. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.